Oh, chào mọi người nha. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Người Con Bình Thuận của mình. Hôm nay cũng giống như mọi ngày thì hôm nay mình không sử dụng bài thuốc xịt thanh long hay là cách bón phân thanh long để giới thiệu đến với mọi người. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một loại bài mồi, gọi là mồi mình để diệt kiến nha mọi người. Cái mùa này thì chắc hẳn là thanh long của các bạn trên búp và trên trái, trên đầu trụ là đều có kiến riền đúng không ạ? Vương cái này thì nó những con kiến nó hay tìm những nơi ẩm thấp để nó ở và sinh sôi nảy nở chỗ đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cái bã để mồi để diệt kiến và những cái côn trùng mà gây hại cho thanh long nha. Mình phải chuẩn bị là nửa ký cám gạo nha mọi người. Mình rang lên, thay vì thông thường mình để như vậy không thì hôm nay mình phải rang đều nó lên cho nó cháy để nó bắt cái dẫn mùi thơm của cám gạo á mọi người, để cho kiến nó tìm đến để nó ăn rồi và nó chết do cái thuốc của mình làm. Cái thứ hai là các bạn thấy là đường cát nha. Đường cát là mình sử dụng 1 ký. Mình mua cái bịch này là 2 ký nhưng mà mình chỉ sử dụng 1 ký thôi. Rồi cái thứ hai ba là cái này nha các bạn. Đây là 2 gói gren trị kiến. Mình pha vô trong cái ly nhựa bự như thế này. Còn nguyên liệu chính của nó là tép ruốc khô nha các bạn. Đây, ruốc khô là nguyên liệu chính của nó, là cái mùi thơm bắt thơm của nó là kiến và những cái con trùng mà gây hại á, nó sẽ rất thích ăn những cái con tép khô này. Nên mình sử dụng tép khô. Tép khô này là mình mua 4 ký. Tổng cái giá tiền của mình như đây là chưa tới 200.000 nha mọi người. Ở thị trường thì có rất nhiều loại để diệt kiến, như gel diệt kiến, diệt dán. Thì người ta nhỏ một giọt thì kiến dán nó tới nó bu và nó chết. Nhưng cái đó là mình chỉ xài cho gia đình, xài văn nghệ chơi thôi, chứ theo các bạn thì cứ 1.000 tới 2.000 trụ thanh long. Nhiều trang trại thì hàng chục mẫu, hàng chục ngàn trụ thanh long thì người ta sử dụng cái chất đó thì tiền nào chịu nổi hả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách pha chế tạo một cái mồi để diệt kiến, gồm có cám gạo, thuốc trị kiến gren, đường cát trắng và tép khô nha mọi người, ruốc khô. Cách làm của nó rất là đơn giản. Mọi người đổ ruốc khô vào trong thau này. Mình tùy theo số lượng mình làm nha mọi người, đừng có làm quá rồi nó dư. Thì 1.000 trụ thì mình làm cỡ 4 ký ruốc khô là được. Cái thứ hai là mình cho đường cát đều lên để tạo độ ngọt, bắt kiến nó thích ngọt đó mọi người. Mình là chơi là không tới cũng phải tới. Bữa giờ ăn thanh long không ngán rồi, giờ có chắc thích này tới là phải tới hả. Và cái thứ ba là mình đổ cám mình đã rang lên nha các bạn. Đó, mình sẽ cháy lên vậy đó. Cái thuốc này ngoài công dụng là diệt kiến, nó còn được diệt ruồi luôn nha các bạn. Nó diệt được con ruồi luôn á. Con ruồi mà màu đen hay quanh quẩn ở nhà mình á. Mùa này là mùa ruồi mà. Mùa xoài là mùa ruồi. Ruồi kiến. Các bạn nhớ trộn đều mấy cái phần lại nha. Cám, đường nè. Rồi ruốc. Các bạn trộn cho nó đều lại. Bạn có thể cho thêm đường.
để tạo ra sự hấp dẫn cho con kiến. Thuốc á thì các bạn pha vừa phải thôi, chứ 4 kg là các bạn pha cho nó là 2 gói Gren này thôi nha, 2 gói Gren thôi. Các bạn pha nhiều quá kiến nó không chết, ngược lại nó đắng các bạn, nó đắng nó không cho làm chết con kiến nên nó sẽ không ăn, đắng quá nó không ăn. Con kiến các bạn nghĩ vậy chứ nó rất là khôn nữa các bạn. Rồi mình trộn đều nó lên, các bạn nhớ là trộn đều tất cả lại với nhau nha, chứ đừng có trộn không đều mà quăng lên đầu trụ là này là giao trứng cho ác luôn nha các bạn. Nó không chết thì nó không chết kiến mà ngược lại là giao trứng cho ác là chết mình luôn á. Khi các bạn trộn đều nó lên là được, các bạn để 10 phút sau đó các bạn đem đi rải là được. Tất cả mình mua để chưa tới 200 ngàn các bạn. Cám thì 1 ký 7 ngàn. Ruốc thì 4 ký này. 350. Đường cát 18 ngàn ký. Chưa tới 200 ngàn. Rồi đen thì 2 gói 10 ngàn. Rồi các bạn trộn đều như vậy và các bạn để cho nó ấm đều với nhau 10 phút sau các bạn có thể đem đi rải. Các bạn rải nó là các bạn lấy một cái muỗng ăn cơm á, các bạn lấy cái muỗng nó cột vào một cây tre khoảng 1 mét, các bạn vít một lần một cục như này, các bạn bỏ lên đầu trụ thanh long. Làm các bạn hay làm thì sáng sớm hoặc là trời chiều mát không có gió các bạn, mình bỏ lên nó khỏi bị bay. Tại nếu mà trời có gió thì mình dục lên đạp lên là nó bay, nó không có ở trên đầu trụ mà nó bay xuống đất. Mọi người nếu mà người nào mà kỹ hơn nữa thì có thể mình để dưới gốc cũng được, kiến nghe mùi xuống, hoặc là những con kiến ở dưới gốc nó bò tới nó ăn. Mùa này thì kiến thôi rồi mọi người ơi, đi ra vườn thanh long mà làm xịt thuốc hay làm gì kiến nó bò thêm mấy cái tàu non nó xuống gần mình nó không thấy, cắn thì thôi rồi.